Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tham gia chương trình Địa Tạng Bồ Tát. danh hiệu của địa ngục. Phẩm thứ năm, phổ hiện hỏi. Đó, một phổ hiện hỏi. Lúc đó ngài phổ hiện Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân nghĩa, xin ngài vì trời, vì trời rồng Bát Bộ và tất cả chúng sanh hiện tại cùng Như Lai mà nói danh hiệu của những địa tạng, của những địa ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng sanh bị tỏa khổ ở trong cõi Ta Bà. Cùng diêm phù đề này về nói những sự về báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mắt phép sau này biết rõ những báo đó. Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân giả, phương đông của diêm phù đề có gì nói tên là Thiết Vi, vì nó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, là cái địa ngục tên là Đại A Tỳ, là cái địa ngục tên là Tứ Giác, là cái địa ngục tên là Phi Đao, là cái địa ngục tên là Hỏa Tiễn, là cái địa ngục tên là Giáp Sơn, là cái địa ngục tên là Thông Thương, là cái địa ngục tên là Thiết Xe, là cái địa ngục tên là Thiết Sàng, là cái địa ngục tên là Thiết Ngưu, là cái địa ngục tên là Thiết Y, là cái địa ngục tên là Thiết Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, là cái địa ngục tên là Dương Đồng, là cái địa ngục tên là Bảo Trụ, là cái địa ngục tên là Lưu Hỏa, là cái địa ngục tên là Canh Thiệt, là cái địa ngục tên là Tỏa Thủ, là cái địa ngục tên là Thiết Thiêu Cước, là cái địa ngục tên là Đẹp Nhãn, là cái địa ngục tên là Thiết Hoàng, là cái địa ngục tên là Thanh Luận, Tránh Luận, là cái địa ngục tên là Thiết Thù, là cái địa ngục tên là Đa Sân, vân vân. Thì Đại Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, có nhiều số vô hạn, là có địa ngục chiếu oán, địa ngục bạc thiêu, địa ngục phẫn níu, địa ngục đồng tỏa, địa ngục hóa tượng, địa ngục hóa cầu, địa ngục hóa mẻ, địa ngục hóa ngu, địa ngục hóa sơn, địa ngục hóa thạch, địa ngục hóa sàn, địa ngục hóa lương, địa ngục hóa ưng, địa ngục cứ nghe, địa ngục bắt bì, địa ngục ẩm huyết, địa ngục thiêu thủ, địa ngục thiêu cước, địa ngục đảo thiết, địa ngục hóa ốc, địa ngục thiết ốc, địa ngục hóa lan, những địa ngục như thế. Trong đó mỗi ngục lớn là có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc ba, hoặc bốn, nhận đến 100.000 trong số đó nhanh hiệu được chấm đồng. Địa Tạng Bồ Tát nói với Hàng Phổ Hiện Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó là điều do chúng sanh không có duyên phụ đề như này ép mà tiền nghiệp chưa cản những điều được như thế. Người lọt rất lớn có thể sanh sánh với núi Tu Di, có thể sau giường miễn thể hãy ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh nhớ khinh điều quá nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, đầu đến mảy muốn đều phải chịu lấy. Chí thân như cha con, cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi về khác đường, giờ có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân dễ tạm nghi lời đó. Ngài Phổ Hiện Bồ Tát đáp rằng: Vào từ lâu ta đã rõ đó tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân nghĩa nói ra để làm cho tất cả những chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời của nhân nghĩa, phải biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân nghĩa, những sự tội báo trong địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục chứa lửa người tội ra mà châu cài trên đó, hoặc có địa ngục moi tim người để cho quỷ môi tiên người tội, để cho người quỷ về sau ăn, họ có địa ngục vạt dầu sôi sùng sục nấu thân người tội, họ có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, họ có địa ngục từng bừng lửa lớp bay tắt vào người tội, họ có địa ngục toàn cái thần là băng giá, họ có địa ngục đầy là vô hạn đồ phẳng tiểu, họ có địa ngục lao gai trong sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa,
họ có địa ngục chỉ đập vai lưng, họ có địa ngục chỉ đốt chân tay, họ có địa ngục chỉ cho rắn sắt quấn cắn, họ có địa ngục, họ địa ngục xô đuổi chó sắt, họ có địa ngục đóng ách lừa sắt. Nhân vậy nhưng mà bán như thế, một trong mỗi có trong mỗi ngục có 100.000 thứ khí cụ để hình hành hình đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Cũng là khí cụ này do các hành nghiệp quấy ép của chúng sanh mà cảm vời ra. Nếu tôi thuật rõ những sự việc và bé béo ở địa ngục, ở trong mỗi loại ở ngục lại có lại còn có 100.000 thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nên tôi nương sự oai thần của Đức Phật vì nhân dễ hỏi mà nói sơ lược như thế, nó rõ cái thời cùng kiếp nó, cái thời cùng kiếp nó cũng không hết. Ha ha ha,